2K Shop giới thiệu anh em video review Nuvo SX với combo đèn chiếu Angel Eye DVLA LED 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 LED. Phần tay lái bao tay gù xây kết hợp LED gù tay lái hai chức năng với đời mi một màu và xi nhan một màu. Đây là sản phẩm bao tay gù xây sau khi lắp đặt LED gù tay lái vào cho các bạn vẫn giữ lại tính năng xoay của gù. Mình đang cho gù bên ngoài xoay tròn cho các bạn theo dõi. Kiểu đây là kiểu của bao tay gù xoay, gù có thể xoay tròn bên ngoài và shop lắp đặt thêm cho các bạn LED gù vẫn giữ lại tính năng này, khác hẳn với các sản phẩm khác trên thị trường. Phần màu sắc LED gù các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt: trắng xanh dương, xanh lá, đỏ vàng. Và chức năng hoạt động có thể tùy theo cầu, từ đơn giản là chỉ chạy chức năng đờ mi, kế đến là đờ mi xi nhan, hoặc cao hơn nữa là đờ mi một màu và xi nhan một màu. Như video này các bạn đang xem sẽ là đờ mi một màu và xi nhan một màu. Khi các bạn chưa mở đờ mi, các bạn mở xi nhan. Phần LED gù hiển thị màu đỏ, chớp tắt đồng thời với xi nhan zin của xe. Khi các bạn mở đờ mi, hai bên sáng màu trắng ở chiếc răng đờ mi. Đây, các bạn đang xem lúc này, LED gù hiển thị màu trắng. Khi các bạn bật xi nhan, LED gù tự động tắt màu trắng ở chế độ đờ mi và đổi sang màu đỏ ở chế độ xi nhan như với các em ban đầu các bạn vừa xem. Bên còn lại vẫn sáng màu trắng ở chế độ đờ mi. Khi các bạn tắt xi nhan, LED gù tự động tắt màu trắng, xin lỗi, tắt màu đỏ chế độ xi nhan và chuyển về màu trắng ở chế độ đờ mi ban đầu. Thế đó là phần dàn đầu với combo Angel Eye DVLA kết hợp LED 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 OLED. Quả tiết LED và màu sắc LED các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Trên video các bạn đang xem lúc này là Angel Eye màu trắng, DVLA màu đỏ, LED LED màu trắng kết hợp LED OLED màu đỏ. Khi các bạn bật xi nhan, Audi chớp tắt đồng thời OLED đổi màu từ đỏ sang vàng.
video review Nuvo SX với combo lết gù tay lái bao tay gù xây, lết gù tay lái hai chức năng, dummy một màu, xi nhan một màu, phần đèn trước Angel Eye DVA, lết tay lì, lết tay lóc. Sản phẩm thực hiện bởi AK Shop.